Sân vận động Bảo Thành, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu sẽ đăng cai vòng loại khu vực Đông Nam Bộ của giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần 2 năm 2024. Hiện tại, ban tổ chức địa phương đang gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới. Những ngày qua, gần 10 nhân viên chuyên môn đã được huy động để thay mới, san nền và lưu lại mặt cỏ sân Bảo Thành, nhất là khu vực giữa sân và trước hai khung thành. Đặc biệt, ban tổ chức địa phương đã quyết định làm mới khung thành để đạt chuẩn VFF, cùng bảo đảm sẽ bàn giao mặt sân hoàn hảo, bảo quản kỹ 2 tuần trước khi giải khởi tranh. Ban tổ chức địa phương cũng đã tiến hành nâng cấp, điều chỉnh lại các phòng chức năng để bảo đảm yêu cầu của VFF trong việc tổ chức các trận đấu. Sân vận động Bảo Thành là một trong những sân vận động cấp huyện tốt nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sân vận động này có một khán đài với sức chứa khoảng 500 khán giả. Mặt cỏ lá gừng của sân vận động cũng được đánh giá khá tốt. Đặc biệt, sân vận động này còn được trang bị một màn hình LED lớn để hiển thị tỷ số,